Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp con hải cẩu bằng giấy nha. Đây các bạn nhìn nè. Đây là cái chân trước của nó nè. Đây là cái đuôi của nó nha. Đây là cái đầu nè các bạn. Đây là cái phần mình của nó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp cái con hải cẩu này nha. Đấy, nó đứng như vậy đó các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình là một cái bút màu đen nè, một cái kéo nha các bạn, một tờ giấy A4 nha. Đấy, trước tiên thì các bạn gấp cái tờ giấy A4 này nè thành một cái hình tam giác cho mình nha. Các bạn nhớ canh cái cạnh này cho nó đều nha các bạn. Đấy, như vậy giữ bằng trúc đi nha. Và các bạn chút cái nét này nè cho nó kỹ luôn nha các bạn. Đây, bây giờ bạn cắt cái phần này ra nha. Bây giờ các bạn mở ra nè, các bạn ghép cái cạnh này nè, nó trùng với cái đường thẳng này, và cái cạnh này nó cũng trùng với đường thẳng này luôn nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để ủng hộ cho mình nha các bạn. Các bạn đo cho kỹ như thế này nè, xong rồi mình đã chút nha. Xong các bạn mở ra này, bạn gấp cái cạnh này nó trùng với đường thẳng này luôn nha. Đây, bây giờ các bạn để nguyên cái cạnh này nha các bạn. Đây, các bạn để nguyên cạnh này nè. Bây giờ các bạn lật cái này lên, các bạn gấp cái cạnh này vô nha. Đấy, như thế này. Bây giờ các bạn xếp lại nè. Các bạn xếp lại nha. Sau đó bạn gấp xuống nè. Các bạn chúc một cái cho mình nha. Và tương tự các bạn lật qua bên này, các bạn chút một cái nữa nha. Đấy, như vậy đó các bạn. Xong như này. Tương tự cái cạnh này và cái cạnh này các bạn cũng gấp nó bằng cái đường thẳng này luôn nha. Mình làm tương tự như lúc nãy đó các bạn. Và các bạn nhớ miết cái cạnh này nè cho nó chặt nha. Xong các bạn để nguyên cái cạnh phía bên này và các bạn mở cái này lên nè, các bạn gấp cái cạnh này xuống nha. Hai, các bạn gấp hai cạnh xuống như vậy. Sau đó các bạn thẳng cái này lên nè. Sau đó các bạn lật nó qua bên này, các bạn chút một cái nè, các bạn lật nó qua bên này, chút một cái. Bây giờ các bạn gấp đôi cái này lại nha, các bạn gấp đôi lại như này nè. Chút cái nét này đi nha. Đây. Bây giờ chúng ta đi làm cái chân của nó nha. Các bạn gấp cái cạnh này nè, nó trùng với cái đường thẳng này. Tương tự cái bên này mình cũng làm như vậy nha các bạn. Đây các bạn gấp xuống như này nè.
Bây giờ bạn ghép cái này là chúng ta làm phía trước của nó nha. Bây giờ bạn ghép cái cạnh này nè, nó trùng với cái đường thẳng này nha. Để bạn lật lên như thế này nè, các bạn đo nó trùng với cái đường thẳng đó. Đây các bạn, bây giờ xong này các bạn mở ra nha, các bạn mở cái này ra nè, sau đó bạn lật cái này lên. Sau đó bạn chút đi nha. Bây giờ nó đã như thế này nè. Bây giờ từ đây các bạn cắt lên đây khoảng tầm như này cho mình nè. Các bạn gấp lại nha. Đây, các bạn gấp như thế này. Bây giờ bạn mở ra nè. Các bạn lật nó xuống. Đây, các bạn gấp nó lại nha. Đây, như thế này nha các bạn. Bây giờ các bạn lật cái này xuống phía dưới này. Các bạn gấp nó xuống phía dưới như thế này nha các bạn. Sau đó các bạn gấp lại nha. Đây, như thế này nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi làm cả phần cái đuôi của nó nha. Đây, từ đây này các bạn tới đây cho mình nha. Nè, khoảng cách từ đây tới đây. Bây giờ các bạn gấp lên cái này, các bạn gấp lên như thế này. Đây, các bạn gấp lên như thế này nha. Đấy, các bạn thấy không? Khoảng cách từ đây tới đây, xong các bạn gấp xéo nó lên. Bây giờ các bạn mở ra nè, các bạn lần cái này lên trên cho mình này. Đây các bạn, bạn gấp nó vào. Đây, bây giờ chúng ta làm cái chân của nó nha. Bây giờ bạn gấp cái cạnh này nè, nó lên nó chạm chỗ này nha các bạn. Mình chừa một khoảng nha. Và các bạn gấp phía trước là nó thấp hơn phía sau nha các bạn. Đây, bạn gấp xuống như này nè. Đấy. Tương tự bên này bạn gấp. Bây giờ mình thử mình xem nó có đứng được không nha các bạn. Như vậy là không được nữa các bạn, nó chấp hơn mất rồi. Các bạn gấp cho phía sau nó phải thấp hơn phía trước mới được các bạn. Như vậy là nó đứng được rồi các bạn. Đấy, như vậy là đứng được nha. Bây giờ mình phải mắc cho nó nha các bạn. Đây mình phải mắc cho nó nha các bạn. Tương tự bên này nha. Như vậy là nó đứng được rồi nha các bạn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cắt góc con hải cẩu bằng giấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho một like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.